Rồi hôm nay em gửi hàng cho anh Lê Hồng Quang ha, ở ngã năm Dầu Dây, Đồng Nai. Giờ kiểm tra hàng trước khi giao cho anh nè. Đồng lọc đơn 5 tấn nè. Ở đây thì nó có một cái khóa để mở nè. Đây, khóa này là mình tháo ra để mình bắt cái bát này ra nè. Rồi mình đỡ dây cáp vô đây. Chiều dài từ đây đến đây á, là mình đo là 69 cm, là nó gần khoảng 7 tấc ha. Còn đường kính cái bu ly nó là 2 tấc rưỡi. Đây, cái này là bu ly đơn nè. Rồi giờ mình tiếp tục đo cái đường kính của cái đẳng bu ly này ha. Đường kính cái đẳng bu ly này là nó rơi vô khoảng 27 ly á. Từ đây qua đây là khoảng 27 ly lọt lòng. Còn ngay cái chỗ móc này là 55 ly thôi. Ngay cái chỗ đường kính cái móc này là 55 ly. Còn ở đây là nó được gần bằng 27 ly. Ê, 27 ly, 27 ly tính lọt lòng. Rồi giờ em tiến hành đóng hàng gửi anh luôn ha. Con này nó nặng 18 kg ha. 18 kg ha.